10 năm trôi qua như một giấc mộng và Cốc Sài Gòn đã viết giấc mộng đấy thành hiện thực. Nhìn số lượng thành viên của Cốc Sài Gòn bây giờ, cũng có thể tưởng tượng được câu lạc bộ đã trải qua những thăng trầm đầy rẫy như thế nào. 10 năm trước, tháng 9 năm 2009, nhóm truyền thông Cốc Sài Gòn được thành lập bởi năm sinh viên FPT: Vũ Việt Tùng, Nguyễn Đức Minh Quân, Đặng Hồng Tiên, Tô Hồng Quân và Nguyễn Như Hải. Ngày 17 tháng 12 năm 2009, câu lạc bộ truyền thông Cốc Sài Gòn chính thức được thành lập do anh Tô Hồng Quân, khóa 4 ngành kỹ thuật phần mềm làm chủ nhiệm. Cốc Sài Gòn khi ấy đã tạo nên một đội chuyên sang tin, viết bài, chụp ảnh, sử dụng logo hình con cóc kết hợp biểu tượng nữ thần tự do với ý nghĩa tự do ngôn luận. Thời gian đầu của Cốc Sài Gòn có lẽ là khoảng thời gian câu lạc bộ thể hiện đam mê rõ nhất. Khi thời đấy, truyền thông vẫn còn là một lĩnh vực khá mới mẻ, nhưng các thành viên vẫn cho ra đời được những sản phẩm đúc kết từ những đam mê. Duy trì đến năm 2011, trải qua 4 đời chủ nhiệm, 2 đời mentor, Cốc Sài Gòn dần dần đi vào thời kỳ tối tăm khi thiếu đi những người dẫn dắt. Câu lạc bộ không còn ai tiếp quản, chỉ còn lại vài người. Năm 2012, Cốc Sài Gòn được tiếp quản bởi chị mentor Vũ Thị Như Quỳnh và chủ nhiệm Nguyễn Thị Thủy Tuyên. Tuyên, mặc dù lúc ấy không quá xuất sắc về kỹ năng, nhưng tình cảm dành cho câu lạc bộ rất lớn. Khi Tuyên trở thành chủ nhiệm, rất nhiều thành viên không tâm phục và dần rời khỏi câu lạc bộ. Tuyên dường như phải một mình vực dậy câu lạc bộ, trải qua những khó khăn như thời mới thành lập. Để rồi, Cốc Sài Gòn dần gỡ được những nút rối, câu lạc bộ tiếp tục duy trì. Cốc Sài Gòn triển khai làm phát thanh trong trường quân khu 7 và tại thư viện trường, dù trang thiết bị khi ấy vô cùng hạn chế. Cũng trong năm 2012, cuộc thi nhật ký đời lính và khoảnh khắc đời lính được triển khai lần đầu tiên trong trường quân khu 7 nhằm mục đích tìm kiếm những cá nhân viết lách và chụp ảnh. Ngày 12 tháng 11 năm 2012, Bay Cốc Sài Gòn được thành lập, trở thành kênh truyền thông online riêng của câu lạc bộ. Kỳ Summer 2013, Nguyễn Đăng Chí trở thành chủ nhiệm đời thứ 6 của Cốc Sài Gòn dưới sự dẫn dắt của anh trong 2 năm. Khi đấy, Cốc Sài Gòn phát triển mạnh mẽ mạng online và câu lạc bộ mang nhiều màu sắc vui tươi hơn. Ngày 5 tháng 1 năm 2014, Bay Cốc Sài Gòn đạt 1.000 like đầu tiên. Năm 2015, Cốc Sài Gòn được dẫn dắt bởi Nguyễn Lê Tân Yên và sau đó là chị Huỳnh Tiểu My cùng mentor mới của câu lạc bộ, chị Nguyễn Thị Hậu. 2015 cũng là năm Cốc Sài Gòn lập ra hai website Cốc Sài Gòn FUHCM và Mở Làm Cốc. Theo đó là sự năng nổ và phát triển mạnh mẽ trong mạng viết và chụp ảnh cùng cộng tác cho trang web nhà trường và website Cốc Đọc. Từ đó, Cốc Sài Gòn ngày càng chứng minh được vị trí quan trọng trong truyền thông các hoạt động của sinh viên trường. Những năm tiếp theo, Cốc Sài Gòn phải đối mặt với vấn đề nội bộ lục đục, mâu thuẫn trong kỳ quân sự, rồi từ chức, thành viên rút, có khi gần hết cả câu lạc bộ. Ngày 27 tháng 5 năm 2016, Huỳnh Thị Thu Nhị trở thành chủ nhiệm tiếp theo của Cốc Sài Gòn. Số thành viên câu lạc bộ khi đó dường như chỉ còn đếm trên lòng bàn tay, câu lạc bộ rơi vào khoảng thời gian vắng vẻ nhất trong chặng đường phát triển. Trong năm đó, cuộc thi nhật ký đời lính và khoảnh khắc đời lính tiếp tục được duy trì, và đây chính là khởi nguồn của những cá nhân xuất sắc sau này đưa Cốc Sài Gòn bước vào thời kỳ thịnh vượng nhất. Cuối năm 2016 là năm ra đời của Cốc News, sự quay lại của Cốc Radio. Ngày 17 tháng 12 năm 2016, tròn 7 năm hoạt động, Cốc Sài Gòn lần đầu tiên thay đổi logo. Nguyễn Minh Anh trở thành chủ nhiệm đời thứ 10 của Cốc Sài Gòn, lập ra dự án kết nối yêu thương là tiền thân của Loplot sau này. Ngày 13 tháng 10 năm 2017, chủ nhiệm mới của Cốc Sài Gòn chính thức gọi tên Đỗ Hữu Phát. Với thế mạnh về thiết kế và nhiều ý tưởng, Hữu Phát cùng Cốc Sài Gòn đã tạo nên những dự án Cốc Sài Gòn Next Top Model, thiệp thính và nhà thính. 2018, Cốc Sài Gòn dần lấy lại được phong độ và phát triển đỉnh cao với hàng loạt dự án thành công, Loplot, Human of FPTU Hồ Chí Minh, chuỗi hành trình từ thiện The John AI, hợp tác cùng FEV, City Group, FTI, FBK, nhật ký đời lính, khoảnh khắc đời lính và cuộc thi So Who Do You Think You Are cùng FBK, Halloween Party W cùng câu lạc bộ của Đại học Xã hội Nhân văn Eric Kuhn, cuộc thi suốt 8 mừng sinh nhật 8 tuổi. 2018 cũng là năm đầu tiên của Cốc Sài Gòn xin được tài trợ bên ngoài với dự án Cốc Sài Gòn Next Top Model mùa 2. 2019 chứng kiến sự bùng nổ của câu lạc bộ với 23 dự án xuyên suốt trong năm thực hiện bởi gần 50 thành viên của câu lạc bộ. Những dự án nổi bật có thể điểm mặt như Loplot 3, Hỏi Đi Chờ Chi, Workshop Content Creation, Nhật Ký Đời Lính, Khoảnh Khắc Đời Lính, Cốc Ca Hút, Cốc Sài Gòn Online,
Human of FPTU Hồ Chí Minh, Flash Beauty Moment, Yellow Heroes và Cóc TV. Đặc biệt, dự án Interior Indie Show, show nhạc có sự tài trợ từ Strongbow, Gym Master với 500 vé được bán sạch và Halloween Party Yet, Rave Your Shift có sự tài trợ của nước Thăng Lực Comeback, Ticket Box hợp tác cùng câu lạc bộ Irish Cool với 600 vé online cũng được tẩu tán toàn bộ, đã là minh chứng cho một năm 2019 đầy mạnh mẽ của Cóc Sài Gòn cũng như những chiến dịch truyền thông đầy hiệu quả. Trong 2 năm với sự dẫn dắt của Đỗ Hữu Phát, Cóc Sài Gòn ẩm trọn 6 kỳ liên tiếp là câu lạc bộ xuất sắc, bay Cóc Sài Gòn đạt gần 12.000 like, thực hiện 5 chuyến team building kết nối thành viên. Với cột mốc 10 năm kỷ niệm, Cóc Sài Gòn cũng chính thức đạt hơn 100 thành viên, trở thành đài gia đình mạnh mẽ trong hoạt động sinh viên đại học FPT cũng như dần mở rộng tại thành phố Hồ Chí Minh. Hành trình 10 năm đã được gói lại, hành trình tiếp theo lại mở ra. Cóc Sài Gòn với tiềm năng và những di sản sẵn có chắc hẳn sẽ còn mang đến nhiều dự án hơn, đạt được sứ mệnh trở thành cộng đồng đam mê truyền thông, cùng nhau gắn kết và mang đến những giá trị thực sự cho cộng đồng. Hello tất cả mọi người, chị tên là Huỳnh Thị Thu Nhị, chị là cựu chủ nhiệm của câu lạc bộ truyền thông Cóc Sài Gòn. Thì trong khoảng thời gian hơn một năm rưỡi gắn bó với câu lạc bộ mình, thì chị đã có học được rất là nhiều điều, cũng như là có những kỷ niệm đẹp, quen được những người bạn, những người anh chị em rất là đáng quý. Và cho dù thì chị không còn gắn bó với câu lạc bộ nữa thì chị vẫn luôn theo dõi câu lạc bộ mình trên fanpage Facebook, và khi thấy có rất là nhiều thành viên join vào cũng như là những hoạt động của câu lạc bộ mình rất là tốt và những event rất là hay, thì chị cảm thấy rất là vui và tự hào vì mình đã từng là một thành viên của câu lạc bộ truyền thông Cóc Sài Gòn. Và hôm nay thì nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập câu lạc bộ truyền thông Cóc Sài Gòn, chị xin gửi lời chúc đến tất cả các bạn thành viên, gửi lời chúc đến câu lạc bộ truyền thông Cóc Sài Gòn. Chúc câu lạc bộ của mình sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ và sẽ đem đến nhiều hoạt động vui chơi, nhiều hoạt động có ích cho sinh viên của trường, và cũng như các bạn sinh viên khi join vào câu lạc bộ thì các bạn sẽ học được những điều hay, những điều có ích, hoàn thiện bản thân mình hơn và góp phần phát triển câu lạc bộ. Cho dù câu lạc bộ mình có trải qua nhiều năm, trải qua nhiều thế hệ hơn nữa thì vẫn sẽ luôn là câu lạc bộ phát triển xuất sắc. Happy birthday Cóc Sài Gòn, happy new year mọi người. Và năm mới thì cũng chúc cho tất cả các bạn có được sức khỏe, và cũng chúc cho câu lạc bộ Cóc Sài Gòn sau 10 năm phát triển và vững mạnh hơn. Cảm ơn các bạn đã luôn nhớ tới những thành viên sáng lập ra câu lạc bộ. Chị cũng rất là vui vì nhận được cái email mà mời các bạn, nhưng mà vì điều kiện xa và một vài lý do nên chị không thể tham dự, nhưng mà chị luôn luôn nhớ vào các bạn và mong cho câu lạc bộ ngày càng phát triển. Xin chào tất cả các em, chị là Như Quỳnh, mentor câu lạc bộ từ năm 2012 đến 2015. Thật là tiếc vì ngày hôm nay chị có một công việc bận mà không thể tham gia vào một cái sự kiện trọng đại này của câu lạc bộ được. Qua video này thì chị có muốn nhắn gửi đôi điều đến các bạn. Cóc Sài Gòn là một trong những câu lạc bộ được thành lập đầu tiên ở FU Hồ Chí Minh và là một trong những câu lạc bộ có tiếng thời bấy giờ. Cái thời điểm mà khi mà chị tiếp quản á, thì câu lạc bộ Cóc Sài Gòn có thể kể đến một số hoạt động nổi bật, như là lần đầu tiên sử dụng Facebook, lập ra kênh fanpage hiện bây giờ để làm công cụ truyền thông chính thức cho câu lạc bộ. Lần đầu tiên các bạn phát động cuộc thi khoảnh khắc đời lính, nhật ký đời lính trong tháng luyện tập tập trung để chiêu quân, để tìm kiếm ra những cái nhân tài cho câu lạc bộ sau tháng luyện tập trung. Lần đầu tiên các bạn làm được một cái chương trình radio âm nhạc theo yêu cầu trong tháng luyện tập trung, mặc dù là thiết bị âm thanh hạn chế và phát trong cái môi trường chính trị nhạy cảm, nhưng mà các bạn cũng hoàn thành được 4 số trong tháng luyện tập trung và nhận được cái sự ủng hộ hào hứng của các bạn tham gia. Tiếp đến nữa là các bạn cũng làm được một cái radio không khác gì một cái phiên bản của Zone FM phát trong thư viện. Và cái thời điểm đó thì Cóc Sài Gòn thì chơi thân với Vô Vi Nam và Cóc Media. Mà thời điểm đó thì mọi người cứ muốn sáp nhập hai câu lạc bộ Cóc Media với Cóc Sài Gòn lại với nhau. Thì cách đây vài hôm thì chị có xem lại cái fanpage của câu lạc bộ thì cảm thấy rất là ngạc nhiên. Các bạn hiện tại bây giờ rất là đa tài. Câu lạc bộ không chỉ gói gọn trong
chụp ảnh đưa tin nữa, mà các bạn còn làm event, các bạn còn làm thiết kế, làm phim, điều mà câu lạc bộ trước nay chưa từng làm được. Thì chị cũng mong rằng là các bạn tiếp tục phát huy được cái những cái tính năng, những cái đặc điểm của câu lạc bộ để truyền thông đến, đem đến những cái thông tin có ích cho cộng đồng sinh viên FU Hồ Chí Minh. Khoảng thời gian tham gia câu lạc bộ cũng là một cái kỷ niệm đẹp thời sinh viên đấy. Và chị chúc câu lạc bộ tiếp tục phát triển và đừng có ngủ quên trên chiến thắng nha. Phải tiếp tục làm tròn trách nhiệm và lan tỏa được những cái điều tốt đẹp và kết nối cộng đồng sinh viên trong trường lại với nhau. Tạm biệt các bạn.